Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chia ghế cho đảng viên bằng giả và tham nhũng, đại hội 13 quy tụ nhóm bất tài. Gần một tháng trước khi đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam theo dự kiến sẽ khai mạc, một lãnh đạo cấp cao là thường trực ban bí thư của đảng này nêu quyết tâm của đảng như sau. Hôm 22 tháng 12 năm 2020, ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, được các báo chính thống của Đảng, Nhà nước Việt Nam dẫn lời bày tỏ quyết tâm làm trong sạch hàng ngũ lãnh đạo cấp cao của Đảng cầm quyền. Ông nói, cương quyết loại những người không đủ tiêu chuẩn, không để lọt vào khóa tới, rút kinh nghiệm vừa rồi có những người không đủ tiêu chuẩn sau đó phải xử lý. Ông Trần Quốc Vượng được tờ báo Vietnamnet vào hôm thứ Ba đã dẫn lời phát biểu tại cuộc họp hội nghị vào thứ Ba của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam diễn ra cùng ngày. Đây là hình ảnh ông Đinh La Thăng bên phải và ông Tất Thành Cang khi còn đương chức. Ông Tất Thành Cang vừa mới bị khởi tố, còn ông Đinh La Thăng đã phải hầu tòa 3 lần với 3 bản án tổng cộng 30 năm tù. Quan chức chức thường trực Ban Bí thư Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng được tờ báo Thanh Niên dẫn lời nói thêm. Từ cuộc hội nghị trên nhấn mạnh rằng, gần đây chúng ta tiếp tục kỷ luật đảng viên có vi phạm, điều tra vụ việc, xét xử vụ án dù gần đến đại hội. Điều này giúp cho dân tin rằng Đảng không ngừng nghỉ trong đấu tranh phòng chống tham nhũng. Phát biểu là một lẽ, nhưng hành động của Đảng Cộng sản Việt Nam thì như thế nào? Mọi người cũng thường nghĩ nó lại ngược lại. Trong một lần bình luận mới đây, trong dịp diễn ra hội nghị lần thứ 14 của Trung ương Ban chấp hành Đảng Cộng sản Việt Nam, một quan chức nguyên phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Việt Nam, luật sư Trần Quốc Thuận đã bình luận với đài tiếng nói BBC tại London về vấn đề quyết tâm của Đảng cần như thế nào. Ông nói, tôi cho rằng giữa việc nói và làm còn có một khoảng cách, vẫn còn đó việc làm chưa đến nơi, đến chốn. Nhiều nơi, nhiều trường hợp còn nể nang, né tránh, đụng tới những người có chức, có quyền, những ai có thế lực là có biểu hiện chùn tay. Và bây giờ hãy lấy phát biểu của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mà thực hiện. Kỳ này, xét người vào Trung ương, theo tôi là phải rõ ràng, minh bạch, công khai. Nếu người nào có tài sản, nhà cửa, tiền tài, thu nhập mà không giải thích được nguồn gốc, thì không đưa vào. Đây là thời điểm phải bắt những người, phải công khai ra xem họ có bao nhiêu cái nhà, bao nhiêu tài sản thì tự nhiên ra ngay, chứ chỉ nói suông và nói đi nói lại hoài mà có thể làm đến nơi đến chốn đâu thì người ta lại sẽ rất khó tin. Luật sư Trần Quốc Thuận đã nói như thế. Chống tham nhũng để giữ uy tín cho Đảng Cộng sản, không lo giảm uy tín. Đó là hôm 22 tháng 12, tờ báo Thanh Niên Online đã trích lời của ông Trần Quốc Vượng nói tại kỳ họp hội nghị cuối năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, một đoàn thể chính trị được cho là cánh tay nối dài quyền lực của Đảng Cộng sản cầm quyền. Ông nói, tôi đi nhiều địa phương, bà con nói, sợ nhất các bác làm trùng xuống. Tôi trả lời với bà con là chúng ta tiếp tục, trong khó khăn gần tổ chức đại hội chúng ta vẫn làm. Chúng ta xác định làm là để giữ uy tín cho Đảng, chứ không lo giảm uy tín. Đây là hình ảnh ông Trần Quốc Vượng ở giữa và một chuyến thăm Cộng hòa Pháp vào ngày 26 tháng 10 năm 2019. Trước đó không lâu, hôm 12 tháng 12, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đứng đầu đã tổ chức một hội nghị toàn quốc tổng kết công tác này trong giai đoạn từ năm 2013 cho đến năm 2020. Đưa tin về hội nghị tổng kết này, trang mạng của Ủy ban Kiểm tra Trung ương thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam cho hay công tác qua 7 năm được ban hành, lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt đã thu được nhiều thành quả, đạt được nhiều thành tích khả quan, không có vùng cấm, ngoại lệ. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, tạo bước đột phá trong công tác phòng chống tham nhũng và khẳng định quyết tâm rất cao của Đảng và Nhà nước trong chống tham nhũng. Và không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai, không chịu sức ép của bất kỳ cá nhân nào. Từ năm 2013 cho đến nay, các cơ quan tố tụng trong cả nước đã khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử sơ thẩm hơn 11.700 vụ án tham nhũng, chức vụ, quyền hạn, kinh tế, trong đó có 1.900 vụ án tham nhũng với gần 4.400 bị cáo. Riêng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng đã đưa vào theo dõi chỉ đạo hơn 800 vụ án, vụ việc ở 3 cấp độ, trong đó trực tiếp theo dõi chỉ đạo 133 vụ án, 94 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 86 vụ án và 814 bị cáo, trong đó có 18
bị cáo thuộc viện diện Bộ Chính trị Trung ương quản lý và xử lý hình sự, 1 ủy viên Bộ Chính trị, 7 ủy viên nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 4 bộ trưởng, nguyên bộ trưởng, 7 sĩ quan cấp tướng trong các lực lượng vũ trang của Việt Nam. Cũng vào hôm 22 tháng 12, từ Pháp, ông André Mérat, với tên gọi người Việt là Hồ Cương Quyết, một nhà quan sát thời sự ở Việt Nam cũng bình luận trên đài BBC như sau. Nạn tham nhũng luôn đi cùng với quyền lực. Ở nước nào cũng vậy, nhưng trong suốt mấy chục năm, Việt Nam đã phải chịu tham nhũng như ung thư từ cấp cao đến cấp dưới của hệ thống cai trị. Có vô số cán bộ các cấp trong bộ máy kinh tế, tài chính, quân đội, công an bị dính líu, nhiều khi liên kết với các thế lực được cho là mafia, đến mức cách thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy đang làm biến chất cả xã hội. Ông Nguyễn Phú Trọng có thể khóc trước cộng đồng chí X, ông có thể lo này lo kia, nhưng tham nhũng không thể bị diệt trừ vì nó là sản phẩm có tính cấu trúc, không thể tránh khỏi của chế độ độc đảng, một chế độ công an trị mà công an là do đảng, vì đảng. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng khi đương chức với ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hơn nữa, tôi cho rằng trong hệ thống chính trị của những nhóm lợi ích hiện nay, việc gia nhập giới cầm quyền đối với một cán bộ trong sạch chưa bị lộ, tức là không dính líu tới nhóm lợi ích nào, trở thành một nhiệm vụ bất khả thi. Theo tôi, chừng nào điều 4 của Hiến pháp ngự trị tại Việt Nam thì sẽ còn là kẻ bảo kê, bảo vệ quyết liệt cho nạn tham nhũng có hệ thống, có cơ cấu. Chỉ có khả năng kiểm soát thật sự của dân mới có thể bắt đầu đẩy nó phải lùi ra xa. Nhưng đối với các nhóm đang bám vào quyền lực bằng mọi giá mà họ dùng tham nhũng để cai trị, cũng là để dàn xếp các vụ tranh chấp trong các cuộc đấu tranh giữa quyền lực trong nội bộ, dưới sức ép và ảnh hưởng mà theo tôi là của Bắc Kinh, thì làm sao họ chịu loại bỏ bê tông, xi măng khỏi tòa nhà cho được. Nó sẽ sụp đổ ngay lập tức. Chính vì vậy, chế độ này đang coi dân quyền như kẻ thù và vụ đồng tâm là một ví dụ điển hình. Giới quan sát cũng đánh giá tham nhũng trong nhiều năm gần đây càng ngày càng có chiều hướng gia tăng, ngông cuồng và thô thiển hơn những năm trước, bất chấp chiến dịch đốt lò của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Mặc dù ông Trọng vẫn luôn liên tục gia tăng thêm củi lửa và sức nóng, nhưng dường như càng đốt lò thì tham nhũng diễn ra càng nhiều và tinh vi hơn. Có một nghịch lý cho rằng đem quyền lực chống tham nhũng chỉ càng làm cho tham nhũng lây lan phát triển thêm nhiều chi nhiều nhánh, đánh chưa kịp chỗ này thì chỗ khác lại mọc lên rậm rịt. Nói cách khác thì đem độc tài chống tham nhũng chỉ là cách tiếp sức cho tham nhũng thêm mạnh hơn mà thôi. Trao đổi với đài tiếng nói BBC từ London vào hôm thứ Năm ngày 18 tháng 12 năm 2020 từ Hà Nội, vào thời điểm một ngày trước khi Hội nghị Trung ương 14 của khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam bế mạc, Phó giáo sư Phạm Quý Thọ, nhà nghiên cứu chính sách công từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam, trước hết cho rằng đang có một vòng luẩn quẩn trong công cuộc đốt lò. Trong tổng kết 7 năm chống tham nhũng và kể từ khi ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng làm trưởng ban phòng chống tham nhũng Trung ương, ông có nhấn mạnh 6 bài học để phòng chống tham nhũng thế nào cho tốt và hiệu quả. Và đây là một người tên là Lê Thanh Hải, cũng là một người đảng viên cấp cao của Việt Nam, được xem như thủ phạm chính vụ Thủ Thiêm cùng với Tất Thành Cang đã gây thất thoát tiền hàng nghìn tỷ đồng và đẩy người dân Thủ Thiêm vào cảnh khốn cùng trong suốt 20 năm qua. Nhưng ông ta vẫn sống nhẩn nhơ ngoài vòng pháp luật và không hề bị trừng trị. Và việc ông đưa ra, ông Nguyễn Phú Trọng đưa ra những bài học này để làm sao tiếp tục chống tham nhũng trong những nhiệm kỳ tiếp theo. Nhưng có lẽ đó chỉ là một cách làm thôi, trong khi từ đó chúng ta có thể suy ra một điều không tránh khỏi. Đó là tập trung quyền lực để chống tham nhũng, nhưng lại chớ trêu thay, tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực. Và liệu cái lồng thể chế có nhốt được quyền lực hay không cũng là một câu hỏi được đặt ra. Nhà phân tích chính sách công từ Hà Nội nhấn mạnh đang có một mâu thuẫn rất lớn và theo ông là rất khó xử lý ở Việt Nam. Đó là Việt Nam đang là một mâu thuẫn lớn hiện nay với công cuộc cải cách thể chế và nói chung và thể chính trị nói riêng. Và đó là điều rất khó, bởi vì như vậy chúng ta có thể hình dung ra là sau khi Hội nghị Trung ương kết thúc sẽ có lãnh đạo mới ở đại hội nhiệm kỳ 13. Và chúng ta lại có thể thấy khi đó sẽ có sự tập trung quyền lực cao hơn nữa để chống tham nhũng cho nhiệm kỳ trước đó vừa xong hoặc nhiệm kỳ trước đó nữa. Như thế, nó trở thành một cái vòng hết sức luẩn quẩn. Công cuộc đốt lò hiện vẫn chưa xử lý hết căn nguyên được vấn đề chống tham nhũng, bởi vì tập trung quyền lực để chống tham nhũng mà tham nhũng lại xuất phát từ sự tha hóa quyền lực. Chính vì vậy, có những giải pháp căn cơ hơn nữa
để chống tham nhũng, và đấy mới là chính những điều đáng phải bàn. Và hiện nay điều khó nhất là việc nhốt quyền lực vào trong một cái lồng thể chế. Nhưng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói thì chưa rõ hình hài cái lồng thể chế này, trong đó có nói tới kiểm soát tài sản của các quan chức thì khá là mơ hồ và khá định lượng, chưa thể làm được điều này, và điều đó là rất khó khăn. Đây là hình ảnh ngôi biệt phủ của trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Trị, được thiết kế với hơn 32 cột gỗ với diện tích 2.000 m² đất, được xây dựng trong 12 tháng. Ông nói tiếp, tôi nghĩ rằng tham nhũng quyền lực cần phải kiểm soát và các cơ chế đối trọng mạnh hơn nữa. Chẳng hạn như dựa vào người dân, chứ không phải là lại dùng quyền lực tập trung cao hơn như là nhà văn Võ Thị Hảo đã nói, thì đó lại là một vòng luẩn quẩn. Và làm sao thoát khỏi vòng luẩn quẩn này là một câu hỏi lớn cho cải cách thể chế của nhiệm kỳ 13 sắp tới. Phó giáo sư Phạm Quý Thọ đã nói tại hội luận bàn tròn của đài BBC như vậy. Và cũng tại cuộc thảo luận này, nhà văn, nhà báo tự do Võ Thị Hảo từ thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức cho rằng tham nhũng quyền lực gây ra tai hại lớn nhất cho quốc gia này. Nhà văn này nói như sau, tôi nghĩ tham nhũng quyền lực là tham nhũng lớn nhất, để lại những hậu quả tai hại nhất đối với tất cả mọi đất nước, cũng như mọi người dân trên thế giới này. Và cái điều đầu tiên quan trọng là phải chống tham nhũng quyền lực bằng thể chế, cũng như phải có những lực lượng đối lập, có những người phản biện và phải đưa ra trước công luận cũng như là công lý. Chính ông ấy một mặt thì đốt lò, nhưng mặt khác lại tạo ra những việc cho sự độc tài ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ và dẫn tới tham nhũng quyền lực cực kỳ lớn như vậy. Và mọi người có thể tìm được những dẫn chứng mà bây giờ trong thời đại Internet rất dễ để tìm kiếm, và linh cảm của tôi là sắp tới, nếu ông Nguyễn Phú Trọng không bị đột quỵ hay là chân tay run run đi lại khó khăn, thì ông còn có được những lực lượng để ông có thể sửa điều lệ đảng để cho mọi người như ông ấy có thể ở lại tiếp tục trong nhiệm kỳ nữa, cũng như Tập Cận Bình chẳng hạn. Tôi nghĩ khuynh hướng có thể như vậy. Còn từ California, Hoa Kỳ, luật sư tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm ngay trước đó đã phát biểu nêu quan điểm của mình với hội luận về tham nhũng quyền lực, đặc biệt liên hệ đến trường hợp của Việt Nam hiện nay như sau. Tham nhũng quyền lực là một biến thái về ý chí quyền lực mà thôi. Và đây là hình ảnh một đảng viên cán bộ cao cấp của Việt Nam, ông Bùi Văn Cường, hiện vẫn là bí thư tỉnh ủy Đắk Lắk và tái cử với 100% phiếu bầu, mặc dù ông ta đã bị tố cáo tới 70% nội dung luận án tiến sĩ của mình là sao chép từ người khác. Nhà bình luận này nói tiếp, ý chí quyền lực có thể hướng thượng cho mục tiêu cao cả. Ví dụ như nhân vật lịch sử muốn thay đổi chiều hướng của lịch sử, như sự suy đồi của một triều đại, một quốc gia, thì họ muốn làm lãnh đạo để thay đổi chiều hướng đó, để thay đổi hướng đi. Tuy nhiên ở Việt Nam, tất cả những ý tưởng trở thành tham nhũng, và lý do tại sao lại như vậy. Vì ví dụ trong lớp lãnh đạo như ông Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, tôi nghĩ rằng ông ta thành thật trong ý tưởng cộng sản của ông ta. Và tổ chức đảng ta, nói thêm triết học, là một nhà hữu thể cho những cá nhân đó, do đó ông ta nói mất đảng là mất tất cả. Trong khi với những thế hệ mới của những đảng viên, họ không nhìn vấn đề đảng ta như một căn nhà cho hữu thể của họ, mà họ coi đó là một cơ hội hay một cơ chế để giải quyết những nhu cầu mà bây giờ là kinh tế cá nhân. Cho nên những cái này sẽ còn kéo dài và tạo ra những mâu thuẫn rất lớn ở Việt Nam. Không thể chống tham nhũng như thể loại hiện nay nếu không có một sự độc lập về tư pháp, nếu không có một sự độc lập về báo chí, và không có một sự trưởng thành về mặt xã hội dân sự. Và nhất là vấn đề về thực tế hơn là lương bổng, vấn đề quy chế về tuyển chọn nhân sự, thì tham nhũng về quyền lực này đã trở thành một tính thiết yếu cho tất cả những con người muốn làm kinh tế, là bởi vì phải có quyền lực chính trị thì mới có quyền lực kinh tế, hai cái đó ràng buộc lẫn nhau. Mà con người bây giờ là những động vật về kinh tế mà thôi, thì nhu cầu kinh tế đó thì thuộc vào nhu cầu quyền lực chính trị, cho nên vấn đề tham nhũng chính trị là vấn đề không thể tránh khỏi. Tiến sĩ Nguyễn Hữu Liêm, người đồng thời là một nhà nghiên cứu triết học, đã nói như vậy với đài BBC tại London. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay thứ năm ngày 24 tháng 12 năm 2020 với bản tin chia ghế cho đảng viên bằng giả và tham nhũng, Đại hội 13 quy tụ nhóm bất tài. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.